Thưa quý vị, dù phóng viên nhiều lần đặt ra câu hỏi bao giờ Hà Nội điều chỉnh tăng giá nước sạch, nhưng lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Hà Nội đã không trả lời vào trọng tâm. Đây là một trong những nội dung nóng tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2023 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều nay 30 tháng 6. Tại cuộc họp báo, phóng viên đã trích dẫn lời của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội với cử tri Hà Nội ngày hôm qua khi họ phản ánh về tình trạng thiếu nước sạch và mong mỏi có nước sạch. Từ đó, phóng viên đã tiếp tục đưa ra câu hỏi về việc Hà Nội chậm trễ chưa điều chỉnh giá nước. Đây là lời tôi trích dẫn từ lời của đồng chí Bí thư ạ. Hiện tại bây giờ thì dân thì chưa có nước để dùng bởi chúng ta chưa tạo ra được một cái môi trường hấp dẫn để mà hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Và thí dụ đối với nhà máy nước sông Đuống, khi mà thành phố cam kết rằng họ xây dựng cái nhà máy này thì cam kết giá bán buôn là 10.000 đồng một mét khối. Tuy nhiên thì năm 2023 này chúng ta đang phê duyệt cho họ là 8.300, 2024 chúng ta đang phê duyệt là 9.100. Con số tôi tiếp tục cập nhật, nếu năm 2023 với giá này họ lỗ 156 tỷ, năm 2024 tiếp tục lỗ 150 tỷ. Vậy là gì? Dân tiếp tục thiếu nước sạch, doanh nghiệp thì không thể nào đầu tư được và đang uống nước muối để cầm cự. Vậy xin hỏi, vậy thì Sở Tài chính tham mưu cho thành phố về việc tăng giá nước như thế nào? Trả lời câu hỏi này, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội đã giải thích về quy trình thẩm định giá, nguyên tắc, phương pháp tính giá. Khi xác định phương án giá nước, thành phố đã rất cẩn thận thành lập một tổ công tác thẩm định giá nước trên địa bàn. Mỗi sở ngành có một nhiệm vụ riêng thực hiện công tác rà soát và thẩm định về phương án giá nước. Chính vì vậy, cái phương án giá nước của chúng tôi đã khi tính toán đảm bảo theo đúng quy định của thông tư 44, các yếu tố cấu thành giá đảm bảo và đảm bảo cái lợi nhuận của nhà đầu tư theo đúng quy định của thông tư 44. Tuy nhiên, phần trả lời này giống như các lãnh đạo Sở Tài chính đã trả lời VTC vào hai cuộc họp báo trước đây, cũng như vị phó giám đốc ngày hôm nay đã không trả lời vào trọng tâm câu hỏi là vì sao chưa điều chỉnh tăng giá nước như kế hoạch trước đó đã đề cập. Và phóng viên tiếp tục đặt ra câu hỏi. Theo thông tư 44 là tính giá, tính đúng, tính đủ giá nước cho doanh nghiệp. Trong khi đó thì các chị cũng có nói rằng là cái việc thẩm định giá lấy ý kiến để đề bộ doanh nghiệp. Vậy thì phải chăng là doanh nghiệp kêu khó với phóng viên và cũng đến tai cả Bí thư Thành ủy? Thế thì ở đây doanh nghiệp, ở đây thì Sở Tài chính cứ khẳng định tính đúng tính đủ, doanh nghiệp kêu phóng viên, Bí thư Thành ủy biết, vậy thì ai là người nói không đúng ở đây? Và câu chuyện tiếp theo nữa là đến thời điểm này thì doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục để mong chúng tôi làm cầu nối, và đến thời điểm này thì đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức là đến thời điểm nào thì chúng ta sẽ tăng giá nước. Tuy nhiên đã không có câu trả lời nào được đưa ra và chỉ có lời trấn an của Chánh văn phòng, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng. Đó là Sở Tài chính sẽ tiếp tục làm việc với phóng viên VTC để thông tin rõ hơn. Tuy nhiên, giống như hai cuộc họp báo trước đây, lãnh đạo Sở Tài chính dù đã hứa hẹn nhưng đều từ chối. Như vậy là trong lúc chờ Hà Nội điều chỉnh tăng giá nước thì hơn 1 triệu người dân thủ đô vẫn không có nước sạch để dùng, và nhiều doanh nghiệp nước sạch đã khẳng định đang rơi vào tình trạng càng bán càng lỗ. Cách đây 3 ngày, Hà Nội đã tiến hành khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Để nhận được sự đồng thuận và hợp tác của người dân, Hà Nội đã bố trí các khu đất đấu giá đẹp nhất để bố trí tái định cư cho người dân mất đất. Hiện người dân cũng đang nóng lòng mong muốn được chuyển tới nơi ở mới, xác định giá đầu đi và đầu đến để lên kế hoạch sắp xếp cuộc sống để an cư lạc nghiệp. Với nghề bán ắc quy, mỗi tháng nhà anh Hải có thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà anh cùng nhiều hàng xóm đang ở mặt đường này lại nằm trọn trong chỉ giới đường đỏ của dự án đường vành đai 4, nên anh cũng có đôi chút băn khoăn, dù tinh thần chung là đồng thuận với chủ trương của nhà nước. Nay mà xuống dưới Tam Hưng đi lại thuận, nó không thuận tiện cho việc con cái học hành và làm việc. Dự án đường vành đai 4 đi qua 4 phường của quận Hà Đông, bao gồm Phú Lãm, Đồng Mai, Yên Nghĩa và Phú Lương, với tổng diện tích gần 70 hectare, trong đó ảnh hưởng tới đất thổ cư của 38 hộ và một tổ chức. Do Hà Đông là quận duy nhất trong số 7 địa phương dự án đi qua, nên có những quy tắc đặc thù về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Cụ thể là người dân sẽ được bố trí tái định cư tại chung cư. Do vậy, thành phố Hà Nội đã đưa ra cơ chế ưu tiên để các hộ được tái định cư tại khu đất đấu giá đẹp nhất của huyện Thanh Oai, tại xã Tam Hưng, cách đó khoảng hơn 10 km. Tuy nhiên, người dân cũng có những trăn trở. Chúng tôi về Tam Hưng thì chúng tôi cũng phải tuân thủ thôi.
không có gì cả, nhưng mà nguyện vọng là muốn tái định cư tại quận phường đây. Tuy nhiên đến nay quận Hà Đông đang gặp khó khăn trong việc xác định giá đất phi nông nghiệp, xác định giá đầu đi và đầu đến giữa quận Hà Đông và quận Thanh Oai. Hai địa phương cũng xác định công việc sau khởi công sẽ tiếp tục vận động người dân sớm chuyển sang nơi ở mới, hoàn thành mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 bàn giao đủ 100% mặt bằng dự án. Dự kiến thì trong tháng 6 này chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ và sẽ bàn giao lại cho đại diện chủ đầu tư và hoàn thiện các thủ tục và xây dựng hạ tầng và bàn giao cho Hà Đông và để các hộ dân của Hà Đông nhận mặt bằng theo kế hoạch mà của Thành ủy, Ủy ban thành phố Hà Nội. Chúng tôi tiếp tục vận động và để trao đổi để bà con rõ được đây là một cái chính sách mà đã được cái sự ủng hộ của Trung ương cũng như là của thành phố đối với cái dự án vành đai 4 này là dự án trọng điểm quốc gia. Từ đó mới có những cái cơ chế đặc thù riêng cho cái việc tái định cư bằng đất. Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong 2 năm 2022-2023, cho đến nay gần 2.800 tỷ đồng đã được Hà Nội ứng vốn Quỹ Phát triển Đất Ủy thác qua Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố, có vốn cùng với việc chuyển giao quyền chủ động, gắn trách nhiệm với người đứng đầu chính quyền địa phương, công tác tái định cư được thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng trong dự án trọng điểm này. Để người dân đồng thuận, thành phố Hà Nội đưa ra nguyên tắc phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Rà soát các cái chính sách mà liên quan đến đất đai để đảm bảo khi người dân ra khu mới người ta không bị thiệt thòi, không bị thiệt thòi quá. Đấy, chứ còn thì thành phố cũng đã cam kết là sẽ vận dụng tối đa ở mức cao nhất trong cái điều kiện cho phép theo chế độ chính sách. Theo phương án tổng thể giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội, Hà Nội sẽ bố trí 13 khu tái định cư cho hơn 800 hộ. Trong lễ khởi công vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu 3 địa phương nằm trong dự án đường vành đai 4, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, phải bố trí nơi ở tái định cư với nguyên tắc xuyên suốt là cuộc sống tại nơi ở mới phải bằng hoặc cao hơn nơi ở cũ. 8 dự án BOT đã hoàn thành, đưa vào khai thác nhưng chưa được thu phí hoặc không thể thu do mất an ninh trật tự, phương án tài chính bị phá vỡ. Có dự án đã thu phí song doanh thu thực tế chỉ đạt 30% so với hợp đồng. Nhiều năm qua, cơ quan nhà nước và nhà đầu tư đã tìm giải pháp nhưng không khả thi. Bộ Giao thông Vận tải đã hai lần kiến nghị chính phủ bố trí hơn 10.300 tỷ đồng mua lại các dự án này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể giải quyết. Nếu không được xử lý sớm, chắc chắn sẽ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và thu hút đầu tư tư nhân và hạ tầng giao thông. Dự án BOT cầu Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.460 tỷ đồng, hoàn thành năm 2018. Sau hơn 4 năm đi vào thu phí, số nợ ngân hàng của nhà đầu tư BOT dự án này không giảm, thậm chí tăng thêm 965 tỷ đồng và rơi vào tình cảnh bỏ thì thương, vương thì tội. Khi mà khánh thành cái cầu Văn Lang này xong ấy, thì dự án cầu Việt Trì đi quốc lộ 2 đấy thì miễn giảm xe dưới 9 chỗ. Thế cho nên là các xe dưới 9 chỗ thì người ta cũng lựa chọn theo phương án là đi theo được con đường miễn phí. Thứ hai là cái quy hoạch của một tỉnh Phú Thọ cũng có thay đổi. Một số tuyến đường dân sự người ta làm thêm, sở giao thông làm thêm thì có một số xe sẽ lựa chọn bằng cách tránh để không phải đi qua cầu. Cũng giống tình cảnh BOT cầu Văn Lang, dự án cao tốc Thái Nguyên Chợ Mới và cải tạo quốc lộ 3 có tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng. Theo phương án tài chính, sau khi thông xe, mỗi tháng hai trạm thu phí của dự án BOT này phải có doanh thu 27 tỷ đồng. Thế nhưng hiện nay, mỗi tháng nhà đầu tư chỉ thu được 2 tỷ đồng. Nguyên nhân là người dân phản đối, nhà đầu tư không thu phí được. Chỉ thu phí được mức độ rất thấp thế này thì nhà đầu tư chỉ đủ để duy trì cái bộ máy, tức là chi phí bảo dưỡng thường xuyên và chi phí vận hành cái hệ thống thu phí. Còn lại tiền lãi và gốc ngân hàng ấy thì một tháng nhà tôi bỏ ra là khoảng 17-18 tỷ thì là phải trả lại gốc cho ngân hàng theo cái hợp đồng tín dụng mà nhà đầu tư đã ký. Trong cái quy hoạch phát triển giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ấy, thì cái hệ thống đường kết nối của cái khu vực đường quốc lộ 3 rồi là đường cao tốc Thái Nguyên Chợ Mới cũng như là các cái đường khác ấy, thì toàn bộ cái khu vực này sẽ là cái việc mà giao thông mở. Thế chính vì đó cái việc mà thu phí hoàn vốn ở trên cái tuyến đường này thì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đã hai lần, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị nhà nước
mua lại 8 dự án BOT đang thua lỗ này với số tiền hơn 10.300 tỷ đồng. Thế nhưng, dự toán chi ngân sách cho đầu tư công và chi thường xuyên cho phục vụ phát triển kinh tế xã hội đều không có dự toán cho việc mua lại các dự án BOT. Phân tích của các chuyên gia cho thấy, việc mua lại các dự án BOT thua lỗ có thể gây thêm áp lực lên ngân sách, nhưng cũng cần song phẳng với các nhà đầu tư nếu việc thua lỗ có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Hoàn toàn phù hợp theo luật về đối tác công tư mà đã được Quốc hội khóa 14 thông qua. Cái việc mà chúng ta trao đổi với các nhà đầu tư rồi chúng ta mua lại các dự án thì nó cũng giống như là dự án được rút ngắn thời gian thu phí lại. Phía Bộ Giao thông Vận tải cho rằng Quốc hội, Chính phủ cần phải có quyết sách kịp thời trong việc xử lý các dự án BOT thua lỗ này để tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Song song đó sẽ sửa đổi ngay các cơ chế chính sách về BOT nhằm tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư và hệ thống hạ tầng giao thông nơi đây. Đại diện nhóm cổ đông Eximbank đã vừa có văn bản rút đề cử đối với bà Đỗ Hà Phương là tân chủ tịch ngân hàng này vì cho rằng bà không thực hiện nghiêm túc chức vụ đảm nhiệm gây xáo trộn nghiêm trọng hoạt động của Eximbank. Đứng tên trên văn bản là ông Trần Quang Ninh ở thành phố Hà Nội. Tại văn bản này, ông Ninh cũng cho rằng bà Phương đã không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cũng như ý chí phát triển ngân hàng một cách minh bạch và ổn định của các cổ đông. Từ đó đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Eximbank thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bãi nhiệm bà Đỗ Hà Phương theo đúng quy định. Ngày hôm nay, ngày 30 tháng 6, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản đề nghị trưởng Ban Kiểm soát Eximbank báo cáo đến công tác quản trị điều hành của Eximbank trong ngày 3 tháng 7. Hội thảo quốc tế phát huy giá trị vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức sáng nay tại thành phố Đồng Hới nhân dịp 20 năm khu vực này được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới với 240 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Tại hội thảo đã có 26 bài tham luận và báo cáo khoa học được trình bày xoay quanh định hướng phát triển bền vững di sản thế giới theo quan điểm của UNESCO, vấn đề trong quản lý di sản thế giới tại Việt Nam và tầm nhìn cho di sản liên biên giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hy Nam No của nước bạn Lào, giải pháp để Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành kinh đô du lịch mạo hiểm của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các ý kiến tham luận sẽ giúp tỉnh Quảng Bình đưa ra các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên của di sản, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ngày Olympic trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em năm 2023 vừa được tổ chức trong sáng nay đã thu hút hơn 2.000 học sinh và các bậc phụ huynh trên địa bàn của thành phố tham dự. Đáng chú ý, sự kiện này còn có sự góp mặt của Kình Ngư Ánh Viên trong vai trò đại sứ. Dù đã từ giã đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng trong suốt thời gian vừa qua, cô gái vàng trong làng bơi lội vẫn vô cùng tích cực trong các hoạt động phổ cập bơi lội, huấn luyện kỹ năng dưới nước cho trẻ em, đặc biệt là thông qua những lớp học bơi miễn phí. Vì vậy, việc Ánh Viên tham gia tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng bơi lội đã giúp thu hút rất nhiều trẻ em quan tâm, chú ý và tham gia tập luyện, qua đó góp phần lan tỏa nhiều hơn về mục đích, thông điệp của chương trình về vai trò của việc tập luyện môn bơi giúp phòng đuối nước, đặc biệt là ở đối tượng trẻ em.